đội ta, trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các đồng chí. Rất vui gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân tuyên quang kỳ 2 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị và các đồng chí, sáng ngày 19 tháng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn năm 2024. Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì lễ phát động. Dự lễ phát động có Đại tá Hà Đình Khiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng và cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn năm 2024, Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã tích cực tham gia trồng cây xanh tại doanh trại, thao trường cũng như đẩy mạnh công tác trồng rừng trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực thực hiện phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn. Thực hiện cái phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn năm 2024 thì năm nay thì chúng tôi có tổ chức trồng tập trung ở cái căn cứ chiến đấu Giả Định và chỉ đoạn các cơ quan đơn vị tổ chức trồng cây ở cơ quan đơn vị mình tập trung ở căn cứ chiến đấu Giả Định, căn cứ Hậu Phương và thao trường huấn luyện các cái huyện thành phố. Chúng tôi chỉ đạo thì đối với khuôn viên của các cơ quan đơn vị thì tập trung trồng sen giữa cây ăn quả với cây gỗ lớn để tạo cái cảnh quan môi trường và tạo bóng mát. Đối với thao trường huấn luyện cũng như trong căn cứ chiến đấu, căn cứ Hậu Phương ấy, thì chúng tôi trồng xen kẽ giữa cây lấy gỗ ngắn ngày như cây keo, cây bạch đàn với cây lấy gỗ lớn có giá trị kinh tế cao như cây đinh, cây lim, cây lát, cây trò chỉ để tạo cái cảnh quan cũng như là tạo cái môi trường sinh thái bảo đảm cái bóng mát cho anh em quá trình luyện tập tại thao trường bãi tập. Để lan tỏa ý nghĩa sâu rộng của Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích toàn diện lâu dài của việc trồng cây, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với việc trồng chăm sóc cây xanh. Tôi rất vinh dự khi được tham gia vào lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động với tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi đã trồng cây theo đúng hướng dẫn, đảm bảo trồng cây nào, sống cây đấy, giúp bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp. Với phương châm trồng cây nào sống tốt cây đó, cơ quan hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, chọn cây giống có chất lượng tốt, trong đó tập trung hướng dẫn trồng cây bảo đảm theo đúng kỹ thuật để cây phát triển tốt. Để thực hiện trồng cây sống có tỷ lệ cao trên 85% thì ngành hậu cần đã hướng dẫn các cơ quan đơn vị từ lúc cuốc hố là bảo đảm kích thước là 40 x 40 x 40 cm, cái thứ hai nữa là khoảng cách giữa các hố là 5 m, cái thứ ba nữa là về hướng dẫn kỹ thuật trồng cây. Trồng cây thì phải là bỏ cái bao ni lông khỏi vỏ cây, và hai là đặc biệt chú ý là không để bầu vỡ, bảo đảm tỷ lệ sống cao. Trong dịp này, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia trồng trên 1.000 cây lấy gỗ ngắn ngày và cây lấy gỗ có giá trị kinh tế cao như đinh, lim, lát và cây trò chỉ tại khu căn cứ chiến đấu Giả Định của tỉnh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan xanh trên thao trường huấn luyện. Sáng ngày 22 tháng 2, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh dự và chỉ đạo lễ công bố. Có Đại tá Hà Đình Khiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
Đại tá Phúc Đức Nhâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thủ trưởng các phòng và cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về ban hành biểu tổ chức biên chế các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh. Theo đó, tổ chức sáp nhập Đại đội Trinh sát và Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát cơ giới và thành lập Đại đội Công binh trực thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi lễ, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã công bố quyết định về biểu tổ chức biên chế theo quyết định của Bộ Quốc phòng, công bố quyết định giải thể tổ chức Đảng của Đại đội Trinh sát và Đại đội Thiết giáp trước đây, thành lập tổ chức Đảng của Đại đội Trinh sát cơ giới, công bố các quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật của các đơn vị. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phúc Đức Nhâm, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, cấp ủy chỉ huy các đơn vị phải quán triệt, nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của cơ quan các cấp về tổ chức biên chế, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thưa quý vị và các đồng chí, năm 2024, huyện Sơn Dương có rất nhiều thanh niên là con của cán bộ, công chức, các cấp đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong số đó có cả thanh niên là con của chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã. Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Triệu Trường An là con trai cả trong gia đình, có bố đẻ làm chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Ấm. An chia sẻ, khi còn học phổ thông, An luôn ao ước được là người chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam để được học tập, rèn luyện trong môi trường tổng hợp có tính kỷ luật cao, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ khi còn nhỏ, cháu đã rất thích đi bộ đội. Năm nay đến tuổi được nhà nước gọi đi nhập ngũ và cháu đã tình nguyện và mong muốn được học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Triệu Văn Học, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, là bố đẻ của thanh niên Triệu Trường An cho biết. Ở gia đình, An là người con hiếu thảo, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của địa phương. Tình nguyện lên đường nhập ngũ của An đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, nhất là đối với con của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tuyển quân trên địa bàn. Đối với tôi, con trai cũng là đến tuổi nhập ngũ, thì qua các nội dung tuyên truyền và nhận thức của gia đình cũng như bản thân các cháu cũng nhận thức rất tốt về công tác tuyển quân, đồng thời là cũng tình nguyện là tham gia vào cái hàng ngũ của quân đội, vừa là muốn được học tập rèn luyện ở trong môi trường quân đội, hay là sau khi mà hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương thì cũng là một cái hạt nhân tốt, tạo cái nguồn có thể là cho địa phương về sau này. Đồng thời là trên cái cơ sở là các cháu, bản thân con trai của chúng tôi là cũng thực hiện nghĩa vụ quân sự, thì đấy cũng là một cái góc độ để tuyên truyền cho người dân để nắm thêm và chấp hành tốt cái chủ trương đường lối cũng như là pháp luật của nhà nước, đặc biệt là cái quy định của địa phương, thôn xóm về công tác tuyên truyền và thực hiện cái nghĩa vụ quân sự hàng năm. Để chuẩn bị thật tốt cho hành trình trở thành chiến sĩ, An đã chuẩn bị tốt về tư tưởng và sức khỏe để phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con của quê hương Sơn Dương anh hùng. Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã và đang khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào nhiệm vụ huấn luyện năm 2024. Tại Trung đoàn 247 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, những ngày đầu năm 2024, các lớp tập huấn cho cán bộ quân sự các cấp đã được tổ chức nhằm thống nhất nội dung, chương trình và kế hoạch huấn luyện năm 2024. Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung tập huấn các nội dung mới,
các nội dung trọng tâm, trọng điểm, làm cơ sở để đội ngũ cán bộ các cấp nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, nắm chắc kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Lực lượng pháo binh, phòng không tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2024, mục đích nhằm thống nhất một số nội dung về kỹ thuật, chiến thuật, những nội dung mới điều chỉnh về pháo binh, phòng không và cái phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ, đề ra biện pháp khắc phục nội dung còn yếu, còn thiếu trong tổ chức huấn luyện năm 2023. Sau khi tập huấn, chúng tôi nắm vững các nội dung tập huấn để nâng cao trình độ năng lực chỉ huy, khả năng huấn luyện, kỹ chiến thuật, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, vận dụng linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách được giao. Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, cùng với lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 60 ngày 18 tháng 1 năm 2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 765 ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội thi đánh giá công tác chuẩn bị các mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, thao trường, vật chất đảm bảo huấn luyện nhằm đánh giá kết quả công tác chuẩn bị của các cơ quan đơn vị đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2024. Thực hiện theo mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Bộ Tư lệnh Quân khu, thì Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở dân quân tự vệ xây dựng kế hoạch và củng cố vật chất bia bảng huấn luyện cho từng đối tượng, đặc biệt là các đối tượng năm thứ nhất là phải xây dựng đầy đủ hệ thống giáo án bài giảng và hệ thống bia bảng, đã làm mới và sửa chữa các loại học cụ áp dụng cho cái huấn luyện trong năm 2024. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ về mô hình học cụ, vật chất huấn luyện cho công tác huấn luyện năm 2024 đối với lực lượng thường trực theo đúng quy định của hướng dẫn số 3434 của Bộ Tham mưu Quân khu 2 và hướng dẫn số 3338 về vật chất huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ. Và đến nay, công tác chuẩn bị huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Yên nói riêng cũng như lực lượng vũ trang huyện Hàm Yên nói chung đã hoàn thành. Ngay từ đầu năm, trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan làm tốt công tác chuẩn bị về huấn luyện như hệ thống bia bảng, hệ thống giáo án bài giảng, hệ thống thao trường, đặc biệt là thao trường huấn luyện chiến thuật. Ngoài ra tổ chức cho cán bộ tập huấn theo phân cấp từ các đồng chí cán bộ đại đội, cán bộ tiểu đoàn để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho đại đội bộ binh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đạt kết quả tốt. Với tinh thần tích cực, chủ động, chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao trong nhiệm vụ huấn luyện, tin tưởng rằng năm 2024, các cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục Quốc phòng toàn dân Tuyên Quang kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.